Xin chào quý vị và các bạn. Carnival mùa xuân đang tới gần. Đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm với người dân phương Tây nói chung và nước Đức nói riêng. Sau bê bối nhục nhã đêm giao thừa tại Cologne, sự kỳ thị đối với những người nhập cư trong xã hội Đức càng tăng cao. Thay vì thỏa sức hòa mình vào bầu không khí lễ hội, chính quyền và người dân các tiểu bang của Đức lại đặt an toàn là mục tiêu cao nhất. Thay vì các bộ đồ hóa trang rực rỡ nhất, thì các mặt hàng phòng vệ cá nhân lại chiếm lĩnh thị trường Carnival. Trong khi đó, uy tín của Thủ tướng Angela Merkel, người phụ nữ quyền lực nhất trong suốt hơn 10 năm cầm quyền, đã sụt giảm tới mức chưa từng thấy, thậm chí đứng trước áp lực từ chức vì vấn đề nhập cư. Có thể nói chưa bao giờ nước Đức đón năm mới với tâm thế căng thẳng như hiện nay. Đã thành truyền thống, mùa xuân đến là dịp để Cologne đắm mình trong giai điệu rộn ràng của lễ hội Carnival và những bữa tiệc bia bất tận. Nhưng năm nay thì khác. Ngay sát thềm lễ hội mà bầu không khí vẫn ảm đạm, vẫn còn đó dư âm từ gần 1.000 đơn tố cáo bị người nhập cư Bắc Phi say rượu quấy rối và tấn công tình dục đêm giao thừa. Chính quyền Cologne cho biết họ đang chuẩn bị cho những thách thức mới tại lễ hội bia tới đây. Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường không sợ hãi, không có cơ hội nào cho cuộc tấn công khủng khiếp như vậy tái diễn như trong đêm giao thừa vừa qua. Không nói rõ biện pháp cụ thể nào được triển khai, song chính quyền Cologne khẳng định họ sẽ huy động đủ lực lượng để đảm bảo an ninh trong lễ hội Carnival và bia mùa xuân. Trước đó, tại lễ hội đêm giao thừa, các nạn nhân bị quấy rối tình dục, cáo buộc lực lượng an ninh thành phố đã không có mặt để bao quát tình hình trật tự. Rõ ràng, những ngày Carnival tới đây sẽ là thử thách đối với chúng tôi nhằm chứng minh rằng chúng tôi đã rút ra bài học cần thiết từ vụ việc khủng khiếp đêm giao thừa để mọi người có thể sống và tận hưởng lễ hội một cách bình yên tại thành phố này mà không phải lo lắng về sự an toàn của mình. Nhưng có vẻ cam kết đó chưa đủ trấn an người dân. Đó là lý do mà bình xịt hơi cay và các thiết bị phòng vệ cá nhân khác bán chạy chưa từng thấy trong mùa lễ hội tại Đức. Mọi người có nhiều nỗi lo sợ, họ sợ khủng bố, sợ những kẻ trộm và tất nhiên sợ cả những kẻ như đêm giao thừa tại Cologne sẽ lại xuất hiện. Vì vậy, họ chạy xô đi mua các loại bình xịt hơi cay, súng hơi, đèn pin, còi báo động và những thứ tương tự. Do luật pháp Đức hạn chế nghiêm ngặt việc buôn bán vũ khí cho mục đích cá nhân, nên những thiết bị phòng vệ tạm thời đang ngày càng được ưa chuộng trong bối cảnh lo ngại về an ninh dâng cao trước làn sóng người nhập cư. Thường thì những năm trước, chúng tôi chỉ bán được khoảng 150 đến 200 bình xịt hơi cay trong cả năm, nhưng gần đây không có ngày nào mà chúng tôi bán dưới 100 bình. Hàng nghìn người dự kiến sẽ tham dự lễ diễu hành khai màn mùa lễ hội đường phố vào ngày 4 tháng 2 tới tại Cologne và một số thành phố lân cận. Buổi lễ diễn ra trên nhiều tuyến phố lớn với điểm cuối ngay gần nhà ga và nhà thờ Cologne, nơi diễn ra các cuộc tấn công tình dục đêm giao thừa vừa qua. Trong nỗ lực phòng ngừa, ngày 29 tháng 1, một tuần trước lễ diễu hành, ban tổ chức lễ hội hóa trang tại thành phố Bonn của Đức đã tiến hành phát tờ rơi tuyên truyền bằng tiếng Ả Rập cho những người tị nạn và nhập cư ở thành phố. Mỗi năm chúng tôi phát hành 70.000 tờ rơi tại Đức để tuyên truyền cho du khách và người mới đến về lễ hội này. Thế rồi, chúng tôi nảy ra ý tưởng làm một phiên bản đặc biệt cho tất cả những người đến từ nước khác, đặc biệt là người di cư, bằng cách dịch sang tiếng Ả Rập. Tuy nhiên, ban tổ chức lễ hội Bonn cho biết họ không có ý định đặt ra các quy tắc ứng xử đối với người di cư, mà chỉ là giải thích và hướng dẫn họ hòa nhập với lễ hội truyền thống của Đức. Carnival là một lễ hội vui vẻ và người tị nạn có thể thấy điều đó. Nếu họ buộc phải đến đây vì hoàn cảnh của mình thì sẽ thật tốt nếu họ có thể tìm thấy niềm vui trong một nền văn hóa hiếu khách chứ không chỉ là những người hoài nghi và giáo điều. Căng thẳng vẫn chưa nguội bớt ngay trước thềm lễ hội. Một khảo sát mới công bố ngày 29 tháng 1 cho thấy có tới 40% cử tri Đức cho rằng Thủ tướng Angela Merkel nên từ chức vì chính sách mở rộng vòng tay đón nhận người nhập cư và tị nạn. Đây là lần đầu tiên hãng thăm dò INSA hỏi cử tri về việc bà Merkel có nên từ chức và con số này cũng là một kỷ lục trong 10 năm cầm quyền của bà. Trong lúc áp lực về người di cư đè nặng lên các lễ hội mùa xuân tại Đức, thì tại quốc gia Nam Mỹ Brazil, mùa Carnival năm nay cũng bớt vui một phần vì nỗi lo bệnh dịch. Zika, virus truyền qua trung gian mũi vằn, có thể gây teo não đối với thai nhi, đang ngày càng lan rộng trên khắp châu Mỹ, lan tới tận New Zealand và một số nước châu Á. Một dịch bệnh kỳ quái, không thuốc chữa, khó nhận biết, giống như những gì đã xảy ra với Ebola năm 2014, đang trở thành nguy cơ ngày một gần hơn.
Điều này càng trở nên đáng lo ngại khi hàng triệu người sẽ đến Brazil để tham dự một trong những lễ hội hóa trang lớn nhất thế giới sẽ mở màn vào ngày 6 tháng 2 tới. Những ngày này tại Salvador, Rio de Janeiro và nhiều thành phố khác trên khắp Brazil, đi đâu người ta cũng thấy các nhân viên phun xịt thuốc muỗi trên đường phố, khu dân cư hay địa điểm công cộng. Không có vaccine, khó phát hiện triệu chứng bệnh. Cách duy nhất phòng ngừa sự lây lan của virus Zika là tiêu diệt muỗi vằn, trung gian truyền bệnh của nó. Đặc biệt là khi loài muỗi này cùng lúc lan truyền đến 3 bệnh nguy hiểm khác nhau. Sốt xuất huyết, Zika, chikungunya, ba thứ bệnh đều do muỗi lan truyền. Thật tốt nếu Bộ Y tế làm việc này thường xuyên hơn. Mặc dù lần đầu tiên được xác định vào năm 1947 với trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên năm 1952 tại Uganda, nhưng Zika ít được biết đến cho tới năm nay. Brazil từng xuất hiện ổ dịch đầu tiên vào đầu năm 2015 với những đứa trẻ bị teo não nhưng lại bị coi là dị tật bẩm sinh. Hiện Mỹ Latin, Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á đều đã phát hiện các ca nhiễm. Tình hình rất nghiêm trọng, dịch đã lan ra khắp thế giới. Trước kia nó chỉ ở Brazil, giờ nơi nào cũng có. Tôi đã từng nhiễm Zika 2 lần và nó thực sự rất nguy hiểm. Tôi đã ốm suốt 15 ngày khủng khiếp. Nhằm đảm bảo cho lễ hội Carnival diễn ra vào tháng 2 năm 2016, Brazil điều động 220.000 lính đi đến từng nhà dân tại các vùng có dịch để làm công tác vệ sinh môi trường. Bộ Y tế nước này đã cấm 30 địa phương không được tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất đối với WHO và các cơ quan y tế quốc tế là Thế vận hội mùa hè sẽ diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro ở Brazil vào tháng 8. Ước tính sẽ có tới 500.000 người nước ngoài đến Brazil. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC Thomas Bach cho biết IOC sẽ sớm công bố hướng dẫn phòng chống Zika. Không được truyền thông nhắc tới nhiều vì chưa lây lan trên diện rộng như virus gây teo não Zika, nhưng những ngày qua, virus cúm lợn H1N1 đã âm thầm cướp đi sinh mạng của hơn 100 người ở nhiều nước thuộc không gian Xô Viết cũ. Cùng lúc đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đánh giá dịch cúm heo lần này không nghiêm trọng như năm 2009 và kêu gọi người dân các nước tiêm vaccine phòng cúm. Dù vậy, những gì đang diễn ra ở châu Mỹ và từng diễn ra ở Tây Phi một lần nữa nhắc nhở chúng ta một loại virus không mấy phổ biến có thể bùng phát thành đại dịch nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời. Theo thống kê của truyền thông Nga, tính đến thời điểm này đã có hơn 100 người thiệt mạng vì virus cúm lợn H1N1 ở nước này kể từ tháng 12 năm 2015. Cụ thể, chính quyền vùng Rostov cho biết tại đây đã có 8 người chết vì cúm lợn, trong khi ở vùng Volgograd gần đó đã có 11 người thiệt mạng. Ngay tại thủ đô Moscow cũng ghi nhận 7 người chết vì virus cúm lợn H1N1. Ngoài ra còn có thêm hàng chục người chết ở các vùng Bắc Cáucasus, Urals, Adygea, Krum, Bryansk, Belgorod và Vladimir. Tình hình phức tạp đến mức các quan chức y tế ở Moscow đã tuyên bố cách ly bệnh nhân nhiễm H1N1 vào hôm 26 tháng 1 đang được điều trị tại một số bệnh viện trong thành phố. Theo Bộ trưởng Y tế của Moscow, thành phố này là khu vực thứ 47 ghi nhận các ca nhiễm cúm lợn ở nước Nga. Dù số lượng ca bị nhiễm loại virus này khá cao, tuy nhiên số bệnh nhân có biểu hiện cúm lại tương đối thấp, do đó họ chưa thể tuyên bố dịch cúm lợn bùng phát. Còn quá sớm để nói về một đại dịch. Cần phải chờ đợi và quan sát diễn biến của nó thêm 2 tuần nữa. Tôi lo lắng vì thời tiết đang chuyển sang ấm dần lên. Bởi vì theo các chuyên gia, trong đó có cả WHO, thì trong khoảng nhiệt độ từ âm 5 đến 5 độ C là điều kiện thích hợp cho các virus lây lan qua đường hô hấp phát triển. Cúm lợn cũng đang hoành hành ở nhiều nước Liên Xô cũ. Ở Armenia cũng đã có 18 người chết, tại Georgia cũng có 3 trường hợp qua đời. Cúm lợn gây lo ngại đặc biệt ở Ukraine. Tại Ukraine, số ca tử vong do mắc bệnh cúm lợn H1N1 đã lên tới 63 người. Trong đó, riêng ở khu vực miền Đông có 12 người thiệt mạng. Tình trạng dịch cúm lợn được đánh giá là tồi tệ do thiếu thuốc men và cơ sở y tế không đảm bảo. Hiện Ukraine phải cho đóng cửa tất cả các trường học để tránh dịch bệnh lây lan. Như vậy, dù chưa hình thành đại dịch, nhưng diễn biến cúm lợn ở các nước Đông Âu đang có chiều hướng phức tạp, đặc biệt vào thời điểm này khi thời tiết ấm dần lên, thuận lợi cho virus AH1N1 phát triển. Đáng nói, chủng cúm AH1N1 là một chủng nguy hiểm và không trừ một ai, kể cả những người khỏe mạnh. Trong lịch sử loài người,
cúm lợn đã 6 lần bùng phát thành đại dịch trên toàn cầu và cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người. Gần đây nhất vào tháng 6 năm 2009, loại cúm này đã bùng phát ở 214 quốc gia và giết chết hơn 18.000 người. Do đó, những quan ngại của người dân và chính quyền các nước Đông Âu đang lưu hành chủng cúm này hiện nay là hợp lý. Phóng sự ngay sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về loại virus H1N1 và những biểu hiện của nó khi nó phát thành bệnh cúm. Cúm lợn hay cúm heo là một loại bệnh hô hấp ở lợn do loại cúm tuyếp A gây ra. Các đợt dịch thường xảy ra ở các đàn lợn, nơi bệnh gây tỷ lệ ốm cao, song hiếm khi làm chết lợn. Những người tiếp xúc với gia cầm, gia súc có nguy cơ nhiễm loại virus này từ động vật nếu động vật đó mang loại biến thể virus có thể gây nhiễm sang người. Chủng virus cúm này có thể biến thể thành dạng có thể lây từ người sang người. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh CDC của Mỹ, triệu chứng nhiễm cúm lợn ở người nhìn chung giống như các triệu chứng của bệnh cúm và các bệnh giống như cúm. Bệnh nhân nhiễm cúm lợn có biểu hiện sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, một số bệnh nhân còn có triệu chứng khác lạ như tiêu chảy và nôn mửa. Mặc dù virus cúm có nguồn gốc từ lợn, nhưng thịt lợn không hề có khả năng lây bệnh, vì virus cúm H1N1 chỉ sinh sống khi lợn còn sống. Virus cúm AH1N1 có thể tồn tại khá lâu ở ngoài môi trường, đặc biệt là môi trường nước, có thể sống đến 4 ngày trong môi trường nước ở nhiệt độ khoảng 22 độ C và sống đến 30 ngày ở nhiệt độ 0 độ C. Ngoài ra, virus cúm AH1N1 còn có thể sống từ 24 đến 48 giờ trên các bề mặt như mặt bàn, ghế, tủ, tay vịn cầu thang, tồn tại trong quần áo từ 8 đến 12 giờ và duy trì được 5 phút trong lòng bàn tay. Các chuyên gia y tế cho biết, tới nay, con người vẫn chưa có khả năng kiểm soát được virus. Chúng ta cũng không thể giết hết lợn khi xuất hiện loại cúm này, bởi vì rất nhiều con lợn mang virus mà không phát bệnh. Tuy nhiên, không phải là không có biện pháp ngăn chặn loại cúm này. Các chuyên gia y tế cho biết, cũng giống như các loại cúm khác, virus cúm lợn lây lan qua đường hô hấp trên, cụ thể là đường mũi, miệng. Bởi thế, để tránh cúm lợn lây lan, việc đầu tiên là nên giảm bớt tình trạng tập trung tụ tập nơi đông người. Do đó, trong những ngày này, chính quyền nhiều khu vực ở Nga và các quốc gia Đông Âu lưu hành chủng cúm AH1N1 cũng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển bằng các phương tiện công cộng và đeo khẩu trang mỗi khi ra đường. Theo các chuyên gia y tế Nga, virus cúm có thể lây lan khi một người khỏe mạnh đứng cạnh một người có biểu hiện cúm 1 mét. Các quan chức y tế khuyến cáo người dân để điều trị hiệu quả virus trên, điều quan trọng là khi phát hiện nhiễm virus cúm, người bệnh cần được sử dụng các loại thuốc chống cúm. Chúng ta đã thấy chủng virus cúm H1N1 bùng phát ở người năm 2009 với các triệu chứng cúm thông thường đi kèm với viêm phổi. Đây là những ca cần được chăm sóc đặc biệt. Các bệnh nhân có biểu hiện sốt kèm khó thở cần được nhập viện ngay lập tức. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng phải nhập viện. Chúng tôi có những trường hợp bệnh nhân vốn mắc các bệnh mãn tính, nên khi nhiễm cúm rất nguy hiểm và biến chứng rất nhanh. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nhất là những người khỏe mạnh, trẻ tuổi, chỉ cần được điều trị đúng cách theo tư vấn kịp thời của bác sĩ, cúm sẽ tự động khỏi mà không để lại biến chứng gì. Vì thế, các bác sĩ đưa ra lời khuyên, nếu phát hiện thấy triệu chứng cúm nên gọi bác sĩ tới nhà khám thay vì tới các cơ sở y tế. Đây cũng là cách ngăn chặn sự lây lan của cúm lợn. Một trong những biện pháp được nhiều trung tâm y tế của chúng tôi sử dụng đó là tư vấn tại gia. Chúng tôi kêu gọi các bệnh nhân có triệu chứng cúm hoặc sốt không tới các trung tâm y tế mà gọi điện để bác sĩ tới nhà thăm khám. Ngoài ra, một trong những phương thức phòng ngừa tốt nhất cho các cá nhân hiện nay là thực hành lối sống vệ sinh, rửa tay sạch sẽ, ăn uống hợp vệ sinh, giao chất bổ dưỡng để nâng cao sức đề kháng của cơ thể, tránh thức khuya, sinh hoạt quá độ, làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Kiểm soát lây nhiễm khá đơn giản, đó là rửa tay sạch bằng xà phòng. Ở trong nhà nếu bị ốm, đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Ngoài ra, WHO cũng đưa ra lời khuyên, người dân ở các nước nên đi tiêm vaccine phòng chống cúm. Bệnh cúm lợn là một bệnh truyền nhiễm cấp tính lây lan rất nhanh, được phát hiện lần đầu tiên ở phía Bắc nước Mỹ vào năm 1918, sau đó lây lan sang một số nước thuộc Bắc Mỹ và toàn cầu.
Ngày nay, bệnh cúm lợn đã được ghi nhận ở hầu hết các nước trên thế giới. Hai chủng virus cúm có độc lực cao ở Mỹ được xác định là tác nhân gây ra các dịch cúm lợn, đó là virus cúm H1N1 và H3N2. Hiện cúm lợn chưa bùng phát thành dịch. Tuy nhiên, với những diễn biến phức tạp của thời tiết và nhiều nhân tố khác, phòng chống là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta. Chuyện nông chuyện tây ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.